Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 135 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Lại nói lúc bấy giờ, Lôi Thần Thiên Tôn không nhịn được nữa. Lúc này hắn mở miệng nói, thanh âm ầm ầm vang vọng ở trong hư không. Ta chính là người được hỗn độn thai nghén ra, chính là một trong 81 vị chân thần năm đó. Đương nhiên ta sẽ không có lý do trở thành gian tế của Vô Gian Môn, mà phóng mắt khắp tam giới, luận về khống chế lôi điện, ta xứng đáng đứng đầu. Ta lại quá quen thuộc với kiểu giác điện xà, tu luyện môn thần thông này sẽ nắm chắc rất nhiều. Ba vị nhân hoàng Như Lai, Tam Thanh, chẳng lẽ các ngươi cho rằng Lôi Thần ta không thể học được môn thần thông này hay sao? Hai mắt luôn nhắm chặt của Tam Thanh đạo nhân bỗng nhiên mở to, ánh mắt giống như lợi kiếm rơi vào trên người của Lôi Thần Thiên Tôn. Lôi Thần, việc này cũng không phải chỉ liên quan tới một mình ngươi, mà là liên quan tới vô số sinh linh bên chúng ta. Truyền thụ thần thông há có thể chủ quan được. Nếu như đi sai một bước, bị Vô Gian Môn kia có được, nói không chừng chúng ta sẽ thua trận trong toàn bộ hạo kiếp này, đó chính là vạn kiếp bất phục đấy. Ta biết, thế nhưng chẳng lẽ ta lại là gian tế hay sao? Lôi Thần Tiên Tôn vẫn không chịu cúi đầu như trước. Tam Thanh đạo nhân lạnh nhạt nói, ta biết rõ người rất muốn học, hơn nữa còn cho là mình có thể nắm chắc rất nhiều thành công để học môn thần thông này. Đó là đương nhiên rồi, kỷ linh có thể luyện thành, ta khống chế lôi điện đứng đầu tam giới này, chẳng lẽ ta còn không luyện thành được hay sao? Lôi Thần Thiên Tôn quét xa mắt nhìn kỷ linh ở bên cạnh bồ đề ở xa xa, trong ánh mắt có vẻ cao ngạo, cao cao tại thượng. Lập tức hắn tự tin mười phần nói, đối với kiểu giác điện xà, ta là người quen thuộc nhất, chỉ cần đạt được pháp môn này lại tốn chút thời gian, có lẽ ta sẽ có thể trực tiếp luyện thành môn thần thông này rồi. Thật là cuồng vọng, thanh âm hùng hồn vang lên. Lôi Thần Thiên Tôn lập tức quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện ra người mới vừa nói chính là tọa nhân thị ăn mặc da thú kia. Dầu tóc của tọa nhân thị tựa như long xà, ánh mắt càng làm cho lòng Lôi Thần Thiên Tôn sợ hãi và rung động. Vị tồn tại cổ xưa cường đại nhất nhân tộc này, năm đó ngay cả tổ thần Trúc Dung cũng phải cúi đầu tự nhận không bằng. Lúc trước vì che chở cho nhân tộc, tọa nhân thị cũng là ác chiến tám phương, năm đó Lôi Thần Thiên Tôn cũng đã bị đánh cho chật vật không chịu nổi. Các đại năng giả ở đây phần lớn đều biết rõ đại cục, biết rõ nặng nhẹ. Hai mắt của tọa nhân thị nhìn qua Lôi Thần Thiên Tôn, về sau ánh mắt lại đảo qua khắp nơi nói, có điều tin tưởng chư vị đối với môn thần thông độn thuật này cũng rất là hiếu kỳ, như vậy ta sẽ để cho mọi người xem xét một chút. Không thể, nhân hoàng không thể, ngàn vạn lần không được. Lập tức có không ít đại năng giả đều hô lên, nếu như thực sự có gian tế sẽ rất là nguy hiểm. Tiêu Diêu Thiên Tôn càng vội vàng nói, Lôi Thần Thiên Tôn thì hai mắt tỏa ánh sáng, nếu như quả thật đạt được pháp môn này, như vậy chính là chuyện hoàn mỹ. Không cần phải lo lắng, tọa nhân thị nói, ta chỉ đưa ra một phần rất nhỏ nội dung trong pháp môn của môn độn thuật thần thông này, mà phần nhỏ này cũng mới chỉ là một chỗ gian nan trong lúc tu luyện môn thần thông này mà thôi. Ta tin rằng sau khi nhìn thấy một phần nhỏ này, chư vị sẽ rõ ràng muốn tu luyện pháp môn của môn độn thuật này gian nan tới mức nào. Nói xong, trong hư không chung quanh bắt đầu ngưng tụ ra rất nhiều đóa hỏa diễm, mỗi một đóa hỏa diễm đều tạo thành văn tự. Trong lúc nhất thời, hư không vạn dặm tạo thành một quyển sách, bên trên có vô số văn tự ghi lại một bộ phận pháp môn. Trong lúc nhất thời, tất cả các đại năng giả ở đây đều nhìn lại. Ồ, kỷ linh cũng một mực ở bên cạnh cũng nhìn lại. Thực sự chính là kiểu giác điện xà độn thuật. Không đúng, đã được sửa chữa rồi. Rất nhanh kỷ linh đã xem xong, hắn vẫn bình tĩnh như trước, đứng ở bên cạnh sư phụ, ngoan ngoãn không lên tiếng. Thế nhưng trong lòng thì sợ hãi thán phục vạn phần. Tọa nhân thị công khai nội dung đúng là kiểu giác điện xà độn thuật, nhưng đó là làm thế nào mới có thể phục tùng kiểu giác điện xà? Vốn bên trong pháp môn có ghi lại hỗn độn linh dịch, vạn lôi thần tinh, thiên lạn thần quả. Trong ba thứ này chỉ cần có một mới có thể thành công luyện thành. Mà pháp môn mà tọa nhân thị công khai ra ngoài, ngoại trừ hỗn độn linh dịch, vạn lôi thần tinh, thiên lạn thần quả ra, thứ có thể khiến cho tu luyện giả thành công lại còn gia tăng thêm một loại.
dùng tâm lực câu thông với kiểu giác điện xà, về sau mới phục tùng. Chư vị thấy chưa? Thanh âm hùng hồn của tọa nhân thị quanh quẩn ở trong hư không. Đây là một bộ phận cuối cùng trong pháp môn tu luyện kiểu giác điện xà độn thuật. Phục tùng kiểu giác điện xà, có hỗn độn linh dịch có thể thành, có vạn lôi thần tinh có thể thành, có thiên lạn thần quả có thể thành. Thế nhưng các ngươi thì sao? Trong toàn bộ tam giới, chúng ta có ba dạng chân bảo này hay không? Hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người ở đây đều im lặng không nói gì. Những đại năng giả như bọn họ, từ trên người hỗn độn dị tộc bị chém giết, đã đạt được một ít pháp môn, cũng đã nghe tới hỗn độn linh dịch, vạn lôi thần tinh, thiên lạn thần quả. Ba kiện kỳ vật này ở trong hỗn độn vô tận cũng là thứ cực kỳ chân quý, trong tam giới căn bản là không có. Không có ba kiện chân bảo này, chỉ có biện pháp ngu xuẩn cuối cùng mới có thể phục tùng được nó mà thôi. Tọa nhân thị nói, dùng tâm lực để câu thông phục tùng, kiểu giác điện xà có linh tính mới có khả năng phục tùng. Tâm lực phục tùng rất là gian nan, hy vọng cũng rất nhỏ. Mấy người chúng ta đã thử qua rồi, thế nhưng dùng tâm lực phục tùng, tất cả đều đã thất bại. Ở đây, trên phương diện tâm lực, coi như ta hơi có chút cảm ngộ, thế nhưng cũng không phục tùng được nó. Tam Thanh đạo nhân lắc đầu nói, trong lúc nhất thời, mỗi người ở đây đều líu lưỡi. Năm người bọn họ tăng thêm bồ đề là 6 vị, tất cả đều đã thất bại ư. Cần biết đám người Tam Thanh đạo nhân, mỗi một người cơ hồ đều là tâm lực tầng thứ 4, đặc biệt là Tam Thanh đạo nhân, phương diện vận dụng tâm lực cũng không chênh lệch chút nào với Nguyên lão nhân. Thế nhưng ngược lại, Kỳ Linh tiểu hữu kia ở phương diện vận dụng tâm lực lại cực kỳ có thiên phú. Tọa nhân thị nhìn Kỳ Linh tán thán nói, năm đó vừa mới tu luyện mấy chục năm đã có thể tự mình ngộ ra pháp môn tâm lực thần kiếm, về sau lúc chiến tranh giới vực càng ngộ ra pháp môn tâm lực thần hồn, mà bây giờ cũng đã luyện thành môn kiểu giác điện xà độn thuật này, ngay cả ta cũng phải vô cùng bội phục. Kỳ Linh cảm nhận được ánh mắt của nhân hoàng tọa nhân thị đang nhìn mình, rất là ôn hòa, rất là yêu thích, càng tán dương ở trước mặt rất nhiều đại năng giả. Chuyện này khiến cho Kỳ Linh hổ thẹn không thôi, dù sao mình trên thực tế là dựa vào hỗn độn linh dịch mới có thể luyện thành. Hắn lại không biết tọa nhân thị làm đại năng giả xưa nhất của nhân tộc, đối với người kinh tài tuyệt diễm trong đám vãn bối nhân tộc cũng coi như là tử tôn của hắn. Đương nhiên hắn sẽ ra sức bảo vệ, dù sao năm đó nữ oa cũng chỉ làm ra ít người như vậy mà thôi, nhiều đời sinh sôi nảy nở, nói không chừng bên trong cơ thể của Kỳ Linh lại có huyết mạch của tọa nhân thị. Thêm nữa, ở bên trong mấy vị tồn tại cao cấp nhất này, tọa nhân thị lại tu luyện kiểu giác điện xà độn thuật, cho nên tọa nhân thị vẫn cảm thấy mình thua thiệt Kỳ Linh. Bộ pháp môn này tu luyện có nhiều chỗ khó xử, mà bây giờ ta chỉ mới nói tới một chỗ trong đó mà thôi. Tọa nhân thị nhìn về phía Lôi Thần Thiên Tôn nói, Lôi Thần, bây giờ ngươi còn cho rằng ngươi có thể luyện thành được nữa hay không? Ta nhớ tâm lực của ngươi mới đạt tới tầng thứ 2. Lôi Thần Thiên Tôn trầm mặc không nói, trong lòng của hắn tràn ngập không cam lòng. Thế nhưng chính hắn cũng hiểu rõ, ngay cả đám người Tam Thanh đạo nhân dùng tâm lực phục tùng cũng không được, hắn muốn phục tùng khả năng lại càng xa vời. Cho nên Lôi Thần à, Bồ Đề ở một bên lạnh nhạt nói, đừng tưởng rằng Kỳ Linh có thể luyện thành thì ngươi nhất định sẽ có thể luyện thành. Bậc độn thuật tuyệt đỉnh này, thực lực, thiên phú, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được đâu. Một thiên thần chân tiên nho nhỏ cũng lấy ra đánh đồng với ta hay sao? Lôi Thần Thiên Tôn có chút nổi giận, không khỏi quát lớn một tiếng, hậu nghệ năm đó cũng chỉ là thiên thần chân tiên mà thôi. Bồ Đề cũng lạnh nhạt nói, ngươi... Lôi Thần Thiên Tôn khó thở, nếu như ngươi vẫn giữ tính tình này, sợ rằng tâm lực của ngươi sẽ càng khó đột phá. Bồ Đề nói xong một câu cũng chẳng muốn nhiều lời nữa. Như đám người Lôi Thần Thiên Tôn vậy, từ lúc từ trong hỗn độn thai nghén được sinh ra, từ nhỏ đã là chân thần. Thế nhưng có được tất có mất, bọn họ không có từng bước một đi tới từ lúc nhỏ yếu, không có tu luyện đủ tâm linh, cho nên những chân thần, tổ thần từ trong hỗn độn sinh ra này đều có tâm lực quá bình thường. Cho dù là người đã từng lựa chọn được ăn cả ngã về không để chuyển thế như Tam Thanh đạo nhân, Phật tổ Như Lai thì cũng chỉ có tâm lực tầng thứ 4 mà thôi. Mà những người mới chỉ có hóa thân chuyển thế thì tâm lực lại càng yếu hơn một chút. Hiển nhiên Lôi Thần Thiên Tôn chính là điển hình trong số đó. Từ nhỏ đã cường đại, dị thường kiêu ngạo, bởi vì thực lực cường đại cho nên có thể khống chế sinh tử của người khác, sinh ra tính tình thô bạo. Đối đãi với kẻ yếu,
từ sâu trong lòng hắn đã rất xem thường. Những người kia chỉ là con sâu cái kiến nhỏ yếu mà thôi. Hắn là chân thần từ trong hỗn độn sinh ra đời. Những tiểu sa hỏa nhỏ yếu kia thì tính toán là cái gì đây? Đi thôi, về phần pháp môn này truyền thụ như thế nào, chắc chắn chúng ta sẽ thương lượng ra biện pháp, nhất định không thể để cho bên vô gian môn kia chiếm được tiện nghi. Tam Thanh đạo nhân mở miệng nói, đi, đi thôi. Lập tức hóa thân của từng người nhanh chóng tiêu tán rời đi. Ngu Khâu đạo nhân cũng xé sách hư không mà rời đi, mà Lôi Thần Thiên Tôn thì nhìn qua Kỷ Linh, sau đó mới lập tức rời đi. Hiển nhiên trong lòng Lôi Thần Thiên Tôn đã giận chó đánh mèo sang chỗ Kỷ Linh. Lần này hắn ở trước mặt rất nhiều đại năng giả đã mất đi tất cả thể diện, mà tất cả ngọn nguồn đều là vì Kỷ Linh này, một thiên thần chân tiên nho nhỏ mà thôi. Đồ nhi, không cần so đo với tên Lôi Thần kia làm cái gì? Bồ Đề nhìn Kỷ Linh cười nói, hắn từ nhỏ đã là chân thần, chỉ là vận khí tốt hơn một chút mà thôi. Dùng đạo tâm như vậy của hắn cho tới bây giờ đã là cực hạn rồi, đừng mơ có thể tiến thêm được một chút nào nữa. Đệ tử sao có thể tức giận được cơ chứ? Kỷ Linh liền nói, được rồi, đi thôi. Bồ Đề gật đầu. Ở bên trong thế giới Long Ngục, trên bầu trời rộng lớn vô tận có vô số thần văn rậm rạp. Thứ huyền diệu này bắt đầu từ đại trận chiết xuất ra tinh hoa trong hỗn độn, ngưng tụ thành hỗn độn linh dịch. Mặc dù Kỷ Linh đã đàm phán với thần vương, lại gặp được chúng chân thần đạo tổ, thế nhưng hai đại phân thân của bản tôn ở đây vẫn đang tiến hành càn quét như trước. Cửu giác điện xà độn thuật là từ nơi nào đến đây, thế giới Lao Ngục đến. Kỷ Linh rất rõ ràng, đây là cơ duyên, phải nắm chặt không được buông. Ta đường đường là thiên tị chân thần, tung hoành mấy hỗn độn kỷ nguyên. Loại chân tiên nhỏ yếu như ngươi, ta đã giết mấy trăm người, không ngờ hôm nay lại chết ở trong tay con sâu cái kiến như ngươi, thực sự là chê cười mà. Một vị chân thần trên người có xích sắt, quần áo rách dưới, ngửa đầu mà gào thét. Oanh! Toàn bộ đều nổ ầm ầm, bên trong trận pháp cấm chế có một mảnh chấn động. Ở bên ngoài trận pháp cấm chế có một Kỷ Linh mặc áo bào màu trắng, đang duy trì bất hỏa càn khôn giới. Hắn cảm nhận được ba thanh thần kiếm ở trong cơ thể hút vào lệ khí oán khí rồi nhanh chóng phát triển. Bắc Minh kiếm đã đưa ra ngoài, cũng không thể lãng phí những oán khí lệ khí của người này. Đương nhiên hắn lại làm ra ba thanh thần kiếm để đào tạo. Nó cũng được Kỷ Linh đặt tên là Bắc Minh kiếm. Từ đó Bắc Minh kiếm cũng có trọn vẹn 6 thanh. Lần này coi như vận khí tốt đi, gặp phải chân thần, không còn xuất lại bao nhiêu thần lực, mới chỉ mấy năm đã tiêu hao hết được rồi. Chỉ là đáng tiếc, người có thể bị giam giữ ở nơi này địa vị phi phàm, ngạo khí quá mạnh. Vèo! Kiểm tra bảo vật còn xuất lại của tên thiên tị chân thần này một chút, về sau hắn lập tức bay đi, rời khỏi nơi này. Chỉ nửa canh giờ sau, bên trên bình nguyên rộng lớn, ở trong hư không có một cái xích sắt kéo dài ra, bên trên đang giam giữ một chân tiên ăn mặc kim bào đẹp đẽ. Việc lạ, người bị giam giữ ở nơi đây phần lớn đều tiết kiệm pháp lực, thế nhưng chân tiên này lại một mực duy trì pháp bảo của hắn nữa. Kỷ Linh mặc áo bào trắng phá không bay tới. Hắn là Thất Phong chân tiên nữa. Sau khi Kỷ Linh thấy rõ dung mạo của đối phương, hắn lập tức nhận ra được, trước đó bởi vì nhiều lần siêu hồn, cho nên Kỷ Linh đối với Cửu Phương Hỗn Độn Quốc cũng có hiểu biết sơ lược. Vị chân tiên trước mắt này luôn duy trì dung mạo của mình, cũng không có gầy tới mức da bọc xương, mà còn rất dễ phân biệt ra được. Kỷ Linh nhanh chóng bay đến, về sau mới đáp xuống. Là khán thủ giả ư? Chân tiên ăn mặc kim bào đẹp đẽ quý giá kia nhìn Kỷ Linh, bỗng nhiên nhíu mày nói, người Cửu Phương Hỗn Độn Quốc đã bị diệt rồi. Kỷ Linh cười nói, thế giới Lao Ngục này đã rơi vào tay của ta, ta cũng không thể nhìn bảo sơn mà không lên à. Cho nên ngươi có hai lựa chọn, một là để cho ta siêu hồn lại đem pháp bảo của ngươi giao cho ta, còn đường còn lại chính là đường chết. Trước khi tới đây ta đã gặp phải bốn gã chân thần chân tiên, đây là pháp bảo của bọn họ. Vèo vèo, trước mặt Kỷ Linh lập tức có từng kiện tiên thiên linh bảo lơ lửng, uy năng chấn động kinh người. Cận hoàng ư, thiên tị ư? Thất Phong chân tiên vốn rất bình tĩnh lập tức liền biến sắc. Người có thể bị giam giữ ở nơi này đều là nhân vật phong vân trong Cửu Phương Hỗn Độn Quốc. Chân tiên mà hiện tại Kỷ Linh đụng phải đều là đệ nhất đẳng, ngay cả đệ nhị đẳng cũng không có, mà tự nhiên Thất Phong chân tiên cũng biết bốn vị này lợi hại như thế nào.
Thất Phong Chân Tiên nở nụ cười, nhìn Kỳ Linh nói: biến thành tù nhân, ta còn có thể làm như thế nào đây? Không biết tương lai ta có thể được thả ra ngoài hay không. Nếu như ta có đủ thực lực kia, đương nhiên ta sẽ thả ngươi ra ngoài, Kỳ Linh nói. Thất Phong Chân Tiên gật đầu, nhắm mắt lại. Kỳ Linh kinh hỉ vạn phần. Đây là tên chân thần chân tiên thứ 5 mà hắn gặp phải. Trước đó, 4 người kia đều hao phí không ít thời gian để tiêu hao pháp lực. Thế nhưng người này không ngờ lại cúi đầu. Lúc này, hắn vươn bàn tay ra, bàn tay tăng vọt lên mấy trăm dặm, rơi vào trên đỉnh đầu của người gọi là Thất Phong Chân Tiên kia, bắt đầu siêu hồn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Ồ! Kỳ Linh bỗng nhiên khẽ giật mình. Băng hỏa thố luyện kim đan thuật ư? Ở trong trí nhớ của Thất Phong Chân Tiên, ở bên trong một bọt khí, trí nhớ cũng không có lời thề bổn mạng ngăn cản. Ở bên trong là một môn băng hỏa thố luyện kim đan thuật bị Kỳ Linh phát hiện ra. Đương nhiên thần hồn của Kỳ Linh cũng có thể nhanh chóng ghi nhớ toàn bộ. Kỳ Linh nhanh chóng thu hồi lại cánh tay mấy trăm dặm kia, khôi phục lại bộ dáng vốn có. Kỳ Linh lập tức đứng sững sờ ở đó. Băng hỏa thố luyện, cửu diễm tương, băng tâm thủy. Kỳ Linh thì thào tự nói. Từ lúc nào số mệnh của ta lại tốt như vậy chứ? Trước đó Kỳ Linh còn bị Lôi Thần Thiên Tôn xem thường. Khi đó Kỳ Linh cũng không tức giận gì cả. Tâm lực của hắn đạt tới tầng thứ 4. Hắn rất rõ ràng mình chỉ là một thiên thần chân tiên mà thôi. Cho dù có một môn độn thuật lợi hại, thế nhưng so với chân thần đạo tổ đạt tới cấp độ cao như Lôi Thần Thiên Tôn mà nói, vẫn có chênh lệch rất xa. Đối phương có thể đơn giản giết chết chính mình. Không trách được người khác, chỉ tự trách mình yếu đuối mà thôi. Nếu như muốn chứng minh mình, vì vậy phải tu luyện tới mức có thể ngang hàng nói chuyện với đối phương. Hắn thật không ngờ, đám chân thần đạo tổ vừa mới tụ hội được một chút rồi rời đi, thì ở trong thế giới long ngục này, hắn đã nhận được pháp môn để thăng kim đan. Pháp môn để thăng kim đan này cũng phải cần mượn nhờ ngoại vật, mượn nhờ một ít hỗn độn kỳ vật. Kỳ Linh nhẹ giọng cảm khái nói, ta vốn tưởng rằng cho dù ta có đạt được pháp môn này, muốn để thăng kim đan lên cũng là sự tình cực kỳ gian nan, cần phải tìm được hỗn độn kỳ vật, thậm chí rất có khả năng không tìm thấy. Chỉ là môn băng hỏa thố luyện kim đan thuật này cần hai loại hỗn độn kỳ vật là cửu diêm tương và băng tâm túy. Mặc dù rất khó tìm kiếm, thế nhưng ta lại hoàn toàn có hy vọng. Cửu diêm tương, Kỳ Linh đã sớm nghe nói qua nó, thứ này trong tam giới có. Dù sao tam giới cũng là thứ mà hai đại hỗn độn thế giới va chạm mà sinh ra đời. Có không ít đại năng giả thường xuyên ngao du hỗn độn, cũng đã tích lũy không ít hỗn độn kỳ vật. Hiện nay ở trong bảo khố của hoàng tộc nhân tộc có cửu diêm tương, mà trận doanh nữ hoa hoàn toàn có thể dùng bảo vật khác để đi đổi nó. Cửu diêm tương này chỉ trong hỗn độn mới có, thế nhưng lúc này lại có thể đơn giản thu tới tay. Cửu diêm tương đối với tam giới mà nói không được tính là chân quý, bởi vì bảo vật này cho đến nay tam giới mới chỉ phát hiện ra được mà thôi, chỉ hữu dụng trong lúc luyện chế pháp bảo. Cách dùng khác thì tạm thời chưa có phát hiện ra được. Băng tâm tủy trong tam giới cũng không có, thế nhưng băng tâm tủy ở ngay trong đầm Nguyệt Hạ. Ở bên trong đầm Nguyệt Hạ có băng tâm linh diệp, mà băng tâm linh diệp lại sinh trưởng ở bên trên băng tâm tủy. Thần vương vô gian môn kia bức ta đi đầm Nguyệt Hạ, hiện tại ta lại có pháp môn tăng lên kim đan, cũng cần gấp băng tâm tủy, vừa vặn cũng muốn đi đầm Nguyệt Hạ. Kỳ Linh bỗng nhiên cảm nhận được vận mệnh quả thực là thần kỳ. Mặc kệ như thế nào, băng tâm túy là tình thế bắt buộc rồi. Chỉ cần có hai đại hỗn độn kỳ vật như cửu diễm tương, băng tâm túy, một khi thi triển băng hỏa thối luyện kim đan thuật, đến lúc đó ta chính là chân tiên nhị đẳng, xem như đã bước nửa bước vào cánh cửa đạo tổ rồi. Kỳ Linh cảm nhận ở trong trận hạo kiếp này, hắn đã bắt đầu có được lực lượng để có thể giãy giụa. Tại kiếm tiên giới, trước vách núi của ngọn núi thứ 4 trên ngũ bảo phong nguy nga, Kỳ Linh đang đẳng vân giá vụ, cẩn thận xem xét ngũ bảo kiếm thuật. Trước đó sau khi gặp vô số đại năng giả của trận doanh nữ oa, Kỳ Linh cũng không có vội vã tiến về Nguyệt Hạ Đàm, mà lập tức đi tới ngũ bảo phong này. Hắn cẩn thận quan sát cái quyển sách thứ 4 này. Tu luyện nhiều năm, thế nhưng Kỳ Linh vẫn chưa từng tìm hiểu rõ được đệ tam thiên. Nhưng bây giờ cẩn thận quan sát đệ tứ thiên một lần cũng không phải là có chút nóng vội. Sở dĩ hắn làm như vậy cũng là bởi vì hắn sắp tiến vào Nguyệt Hạ Đàm. Nguyệt Hạ Đàm vô cùng thần bí, một khi tiến vào bên trong thì sẽ hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Mặc dù có nguyên thần thứ 2, phân thân và vô số thủ đoạn khác nhau,
Thế nhưng hắn cũng không có cách nào liên hệ được với phân thân ở bên trong Nguyệt Hạ Đàm. Cho nên từ thượng cổ cho tới bây giờ, các thiên thần tiến vào Nguyệt Hạ Đàm sợ rằng cũng có số lượng mấy ngàn. Trong bọn họ có rất nhiều đều có ánh mắt thứ hai hoặc là phân thân sinh hoạt ở trong tam giới. Thế nhưng cũng không có ai biết được bên trong Nguyệt Hạ Đàm đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù là người duy nhất đi ra, hiện nay đã trở thành Phật Tổ như Giác Minh Phật Tổ. Sau khi mang về được ba kiện bảo vật, hắn cũng chỉ nói trong đó có rất nhiều bảo vật. Hắn cẩn thận miêu tả lại lai lịch của ba kiện bảo vật này. Về phần bên trong Nguyệt Hạ Đàm, rốt cuộc có nguy hiểm gì, rốt cuộc là cảnh tượng như thế nào thì hắn lại ngậm miệng không nói. Chỉ có một mình hắn ra được, thế nhưng cái gì cũng không chịu nói. Nguyệt Hạ Đàm cũng trở thành một nơi mơ hồ. Giác Minh Phật Tổ có thể từ thiên thần trở thành Phật Tổ như bây giờ cũng đã làm cho không ít thiên thần ở trong tam giới cho rằng ở trong đó sẽ có cơ duyên. Lúc đó cũng đã có không ít thiên thần lại lần nữa đi vào. Đáng tiếc không có người thứ hai có thể trở ra bên ngoài được nữa. Phân thân bản tôn của ta một khi tiến vào bên trong Nguyệt Hạ Đàm sẽ hoàn toàn mất đi liên hệ với bên ngoài. Chỉ sợ thời gian ở lại bên trong Nguyệt Hạ Đàm sẽ rất dài. Đã như vậy, phân thân bản tôn ở bên trong Nguyệt Hạ Đàm khổ tu ngũ bảo kiếm thuật, chủ yếu hoàn thiện vô ảnh thức bên trong Minh Nguyệt kiếm thuật. Còn về phần rất nhiều phân thân và nguyên thần thứ hai của ta ở lại trong tam giới thì tìm hiểu ngũ bảo kiếm thuật, hoàn thiện bốn thức còn lại của Minh Nguyệt kiếm thuật vậy. Không có cách nào trí nhớ tương liên được nữa, cũng không thể ở bên trong Nguyệt Hạ Đàm mà lại cân nhắc giống như ở trong tam giới. Như vậy kỳ thực sẽ rất lãng phí thời gian. Vô ảnh thức là một kiếm cực nhanh mà lại quỷ dị nhất. Bản tôn một mình hành động, kiếm này rất là thích hợp. Tương lai, đợi lúc từ bên trong Minh Nguyệt Hạ Đàm đi ra, trí nhớ tương liên bởi vì con đường tu luyện khác biệt, một khi kết hợp lại với nhau, tự nhiên cảnh giới sẽ có thể tăng lên rất lớn. Băng hỏa thối luyện kim đan thuật ư? Cẩn thận quan sát đệ tứ thiên, sau khi cảm nhận được rõ ràng ý cảnh kia hơn, Kỳ Linh lại bỗng nhiên sững sờ. Giờ phút này, phân thân của hắn ở bên trong thế giới Long Ngục lại phát hiện ra băng hỏa thối luyện kim đan thuật. Vốn ta định cẩn thận xem ngũ bảo kiếm thuật một chút, sau đó mới tiến về Nguyệt Hạ Đàm. Hiện tại xem ra còn phải đi tới Đại Vũ nhân tộc thế giới một chuyến rồi. Kỳ Linh nói thầm. Một ngày sau, Kỳ Linh đã ghi nhớ ngũ bảo kiếm thuật nhiều lần. Lúc này hắn cưỡi hư không chu đi tới Đại Vũ nhân tộc thế giới, hang ổ của hoàng tộc thượng cổ. Kỳ Linh đạo hữu. Một đạo âm thanh vang lên, có một nam tử mặc áo da thú khôi ngô xuyên thẳng qua hư không mà đến. Phục khu thiên thần ư? Kỳ Linh cười nói, lần trước hắn đến, người tiếp đãi hắn chính là phục khu thiên thần. Chủ yếu là bản thân phục khu thiên thần tạm thời phụ trách tiếp đãi khách nhân ở trong hoàng tộc thượng cổ. Phục khu thiên thần nhìn Kỳ Linh, ánh mắt cũng có chút không giống với lúc trước. Bởi vì ngay một ngày trước, Kỳ Linh đã thi triển ra kiểu sắc điện xà độn thuật tung hoành tam giới, giết tới mức khiến cho vô gian môn cũng phải cúi đầu. Tin tức này cũng đã truyền ra, ngay cả đại năng giả của trận doanh nữ hoa nói tới việc này cũng phải chật chật khen ngợi. Kỳ Linh này có thiên phú tâm lực quả thực khó có thể tưởng tượng được. Đại năng giả của trận doanh nữ hoa còn tưởng rằng Kỳ Linh thực sự dựa vào tâm lực để phục tùng kiểu giác điện xà. Kỳ thật sau khi tọa nhân thị cẩn thận cân nhắc pháp môn kiểu giác điện xà độn thuật, cảm thấy dùng tâm lực phục tùng vẫn có một tia khả năng, cho nên hắn mới đưa thêm yêu cầu dùng tâm lực phục tùng đưa vào bên trong pháp môn kiểu giác điện xà độn thuật này. Như vậy cũng tiện che giấu sự tồn tại của hỗn độn linh dịch. Chỉ có mê hoặc được đại năng giả bên mình thì mới có thể mê hoặc được bên phía vô gian môn. Lần này Kỳ Linh đạo hữu tế đây, không biết là cần làm chuyện gì vậy? Phục khu thiên thần hỏi. À, ta muốn đi tàng bảo khố xem xét một chút, đổi một chút bảo vật. Kỳ Linh nói. Ồ, trong tam giới có rất nhiều đạo hữu, người đến tàng bảo khố cũng có không ít đâu. Kỳ Linh đạo hữu ngươi, tới bây giờ mới chịu đến, ta còn tưởng rằng người trứng mắt không thích những thứ này cơ chứ. Phục khu thiên thần cười nói. Đi, ta sẽ mang người đi. Rất nhanh, bên trong quần cung điện cổ xưa liên miên phập phồng không ngớt kia, có hai đạo lưu quang bay qua, bay vào một tòa cung điện cổ xưa ở trong đó. Không hổ là hoàng tộc thượng cổ, quả thật là bất phàm mà. Lúc Kỳ Linh bay đến, nhìn tràng cảnh ở trước mặt, hắn không nhịn được có chút rung động. Như là thiên đình, người quản lý tam giới trên danh nghĩa, đó là nơi xa hoa, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ vậy. Như hoàng cung của đại hạ thế giới, thiên mang điện kia nguy nga tráng lệ, cũng khí phách mười phần, không thua gì thiên đình.
Thế nhưng với tư cách là hoàng cung của hoàng tộc cổ xưa, nơi này lại chất phác vô cùng. Mỗi một tòa cung điện lại khiến cho Kỳ Linh cảm thấy có cảm giác bị áp bách. Đây là cung điện mà tộc chúng ta ở thời kỳ thượng cổ đã phí vô số năm tháng để luyện chế mà thành. Phục Khu Thiên Thần tự hào nói, lúc trước luyện chế ra 36 tòa cung điện là pháp bảo thuần dương cực phẩm, về sau dần dần phát triển lên, tất cả đều trưởng thành tiên thiên chí bảo. 36 tòa tiên thiên chí bảo này kết hợp với trận đồ mà nhân hoàng Phục Khi Thị bày ra, tất cả tựa như một thể, không thua kém hỗn độn kỳ bảo một chút nào đâu. Năm đó cuộc chiến thượng cổ tan vỡ, hoàng cung của tộc chúng ta cũng đã lập công lao to lớn. Phục Khu Thiên Thần nói. Kỳ Linh gật đầu tán thưởng, hoàng cung của nhân tộc cũng giống như một tòa cứ điểm vậy. Đây là Thiên Phồn Điện. Phục Khu Thiên Thần mang theo Kỳ Linh tiến vào trong một tòa cung điện màu xám cao lớn nói, tàng bảo khố ở bên trong đó cũng có một ít tiên nhân. Người muốn cái gì thì cứ việc chọn lựa, chỉ cần người có đủ bảo vật dùng để đổi là được. Ta còn có việc trong người, cho nên cũng không thể ở lâu được. Xin tạ ơn Phục Khu Thiên Thần. Kỳ Linh cười nói, Phục Khu Thiên Thần hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Kỳ Linh thì quay đầu cất bước đi vào bên trong. Toàn bộ đám đại năng giả trận doanh nữ hoa cùng cường giả đều đem bảo vật mà mình không cần đặt ở chỗ này. Tất cả hội tụ lại vào một chỗ sẽ là số lượng kinh người tới bậc nào đây. Tiên thiên linh bảo chất từng đống, pháp bảo kém cỏi nhất cũng là cấp độ thuần dương. Lại có một lượng lớn hỗn độn kỳ vật, các loại chân tài. Quả thực là khắp nơi. Nếu là thời kỳ bình thường, rất nhiều bảo vật của các đại năng giả sẽ cất giấu, dù có muốn đổi cũng không có nơi để đổi. Thế nhưng bây giờ hạo kiếp đã hàng lâm, tất cả mọi người đều đem thứ mà mình không cần lấy ra. Thật là bảo bối tốt mà. Kỳ Linh cũng hiểu rõ, thứ thích hợp với mình mới là thứ tốt nhất. Trước tiên lựa chọn 10 cân tài liệu mà trước đó Vô Gian Môn muốn cùng với các tài liệu khác. Kỳ thực Vô Gian Môn đã xem thường Kỳ Linh, bọn hắn cho rằng dù sao Kỳ Linh cũng chỉ là một thiên thần chân tiên. Nếu như yêu cầu bảo vật quá chân quý, như vậy Kỳ Linh rất có khả năng không cầm ra được. Cho nên thần vương kia muốn 3 kiện bảo vật mà 2 kiện trước cũng coi như là bình thường. Nếu như bọn họ biết rõ Kỳ Linh có thế giới lao ngục của cửu phương hỗn độn quốc, có vô số bảo vật gấp trăm lần, ngàn lần, thì bọn hắn lại nhẹ nhàng với Kỳ Linh như vậy sao? Khi đó chỉ sợ bọn hắn sẽ phải hối hận. Cửu diễm tương này có bao nhiêu vậy? Kỳ Linh dò hỏi. Bác Minh tiền bối. Lập tức có một gã thiên tiên cung kính nói, cửu diễm tương có rất nhiều, còn có 200 vạn cân có thừa, chính là số năm đó mà nhân hoàng tọa nhân thí phát hiện ra ở trong hỗn độn. Nếu như bác Minh tiền bối cần nhiều hơn, như vậy hẳn là bên trong nhân hoàng tọa nhân thị sẽ còn có. Kỳ Linh gật đầu, cho ta 100 vạn cân. Hỗn độn kỳ vật cũng chia giá cả cao thấp, như hỗn độn kim thạch kia vậy, quả thực là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Một ít dược thảo bên trong hỗn độn có một ít chân quý hiếm thấy, thế nhưng có một ít lại có rất nhiều. Cũng như là kiểu diễm tương và băng tâm tủy vậy, hai thứ này ở bên trong đám hỗn độn kỳ vật cũng chỉ được coi là trung đẳng, muốn có thì sẽ có rất nhiều. Như băng tâm linh diệp sinh trưởng trong Nguyệt Hạ Đàm vậy, mà băng tâm tủy lại sinh trưởng bên trên nó. Như vậy luận chân quý, băng tâm tủy so với băng tâm linh diệp còn cao hơn một đẳng cấp. Băng hỏa thối luyện kim thuật đan cũng phân chia cấp độ, tựa như Kỳ Linh tu luyện trích tinh thủ, cấp độ càng cao thì bảo vật ẩn chứa ngũ hành tinh hoa cần thiết lại càng chân quý. Nếu muốn hòa tan bảo vật càng lợi hại thì hỏa diễm lại phải càng mạnh hơn nữa thì mới có thể hòa tan được bảo vật. Mà kim đan càng là cao đẳng thì ngoại vật mà băng hỏa thối luyện kim đan thuật cần cũng sẽ càng cao hơn. Kim đan của thiên tiên ngoại vật cần thiết là một cấp độ, kim đan của chân tiên lại là một loại cấp độ khác cao hơn. Kim đan của tổ tiên Đại La Đạo Tổ, bởi vì kim đan của Đại La Đạo Tổ quá mức cường đại, cho nên nếu muốn nó lột xác, ngoại vật cần thiết sẽ phải cao hơn, không phải dễ dàng lấy được như vậy. Dựa theo ghi chép lại, muốn khiến cho kim đan của chân tiên từ tam đẳng đến nhị đẳng, như vậy cần phải vạn cân cửu diễm tương và vạn cân băng tâm túy. Ta có hơn 30 cái phân thân, như vậy tất cả sẽ cần hơn 30 vạn cân. Đúng rồi, cửu diễm tương là thứ có thể nhẹ nhõm nhận được, còn băng tâm túy này không biết ở bên trong Nguyệt Hạ Đàm sẽ có bao nhiêu đây. Kỳ Linh cưỡi hư không đi ra khỏi hoàng cung của nhân tộc thượng cổ. Lần này đổi bảo vật,
Kỳ Linh đã bỏ ra 6 kiện tiên thiên linh bảo cùng với 3 bộ pháp bảo thuần dương cực phẩm. Chỉ cần Kỳ Linh chém giết những thiên thần thiên tiên của vô gian môn kia cũng đã đạt được mấy chục kiện tiên thiên linh bảo rồi. Dù sao, thiên thần chân tiên bình thường cũng có vài món tiên thiên linh bảo ở trên người. Ta cũng lên đi tới Nguyệt Hạ Đàm rồi. Hư Không Chu nhanh chóng tiến vào bên trong hư không vô tận, sau đó tiến vào chính giữa hỗn độn vô tận kia. Tại thế giới lao ngục, vèo vèo vèo, thanh âm liên tiếp vang lên. Lúc này có một đạo thân ảnh áo bào trắng bay ra khỏi không gian hỗn độn, đi tới thế giới lao ngục rộng lớn. Lúc này có những 36 thiếu niên mặc áo bào màu trắng đang lơ lửng ở trên cao. Giờ khắc này tất cả 18 phân thân của bản tôn Kỳ Linh đều đang ở trong thế giới lao ngục. Trước khi đến Nguyệt Hạ Đàm, ta vẫn nên chuẩn bị tinh tế một phen. 16 thiếu niên mặc áo bào màu trắng lập tức biến mất 15 người, chỉ còn lại có một đạo được kiểu giác điện xà bao phủ quanh thân. Xoẹt xoẹt, một đạo điện xà màu đen xẹt qua trời cao, nhanh chóng bay về phía xa xa. Luận bảo vật, tuy rằng Kỳ Linh đấu với rất nhiều người của vô gian môn cũng lấy được không ít bảo vật, thế nhưng lại còn xa mới bằng được thứ gặt hái được trong thế giới lao ngục này. Chỉ cần những thiên thần thiên tiên kia ở bên trong thế giới lao ngục, mỗi người đều có lai lịch phi phàm, pháp bảo ở trên người đều là chân bảo hiếm thấy tuyệt vời. Về phần chân thần chân tiên, tồn tại như vậy càng tương đương với cấp độ đạo tổ ở bên trong tam giới, mà bảo vật thì lại càng thêm kinh người. Nguyệt Hạ Đàm quá mức thần bí, cho đến nay cũng chỉ có một mình Giác Minh Phật Tổ còn sống mà đi ra. Nói không chừng phân thân bản tôn này của ta sẽ chết ở bên trong. Mang pháp bảo tốt một chút đi là đúng, thế nhưng cũng không thể là vài món chân quý nhất kia được. Kỳ Linh âm thầm tính toán. Cho tới bây giờ, hắn đã giải quyết được 5 tên chân thần chân tiên như Cận Hoàng, Thiên Thị chân thần. Đây chính là tồn tại có thể so sánh với cấp độ đạo tổ. 5 vị này, bất kỳ lấy ra một cái bảo vật nào đều tốt hơn so với Hư Không Chu, Bắc Minh Kiếm của Kỳ Linh. Mặc dù đại đa số không thích hợp với Kỳ Linh, thế nhưng lại thực sự có thứ rất là thích hợp với Kỳ Linh. Như Thiên Thị chân thần vậy, sau khi hắn tự bạo chết đi, đã để lại 9 thanh thần kiếm. Tất cả đều là tiên thiên chí bảo, mà lại là một bộ. Chỉ cần một bộ 9 thanh thần kiếm này cũng đủ để cho một ít chân thần đạo tổ ở bên trong tam giới trông mà phát thèm. Cho nên Kỳ Linh cũng không đỡ mang đến Nguyệt Hạ Đàm. Dù sao mặc dù là ở bên trong thế giới lao ngục, chân thần chân tiên sử dụng kiếm cũng rất ít. Tương lai hắn sẽ lại càn quét toàn bộ thế giới lao ngục mấy lần. Nói không chừng sẽ rất khó tìm ra được một bộ nào có thể siêu việt như một bộ 9 thanh thần kiếm tiên thiên chí bảo như lúc này đây. Bản tôn ta có 18 phân thân, lần này tiến về Nguyệt Hạ Đàm, phái 2 phân thân đi. Nhiều phân thân thì cũng sẽ có thêm một phần hy vọng thành công hơn. Kỳ Linh đưa ra quyết định. 2 phân thân của bản tôn tiến vào bên trong, đương nhiên có cả phân thân không có được kiểu giác điện xà. 18 phân thân cũng chỉ có một cái có được kiểu giác điện xà. Một đầu kiểu giác điện xà này muốn đạt được quá không dễ dàng. Nếu như bởi vì thất bại mà làm cho kiểu giác điện xà mất đi ở trong Nguyệt Hạ Đàm, khi đó mới gọi là hối hận không kịp. Bảo vật, như vậy ta sẽ mang theo vài món này vậy. Kỳ Linh cũng đã chọn xong bảo vật, theo thứ tự là 729 thanh phi kiếm thần dương cực phẩm, có thể tạo thành một bộ đại thiên kiếm trận. Ban đầu, ở trong thế giới lao ngục đối phó với thiên tiên Lương Khâu thứ nhất, khi đó Kỳ Linh đã nhận được trọn vẹn 720 thanh phi kiếm thần dương cực phẩm ở trên người của hắn. Thứ này cho dù là đám thiên thần chân tiên ở trong tam giới cũng không có mấy người dám xa xỉ như vậy, có thể gom góp tạo ra một bộ này, có thể dùng để đánh xa. Lại chuẩn bị 12 thanh thần kiếm rất thích hợp để dùng để cận chiến, cũng là cấp độ thần dương cực phẩm. Có thứ hữu dụng với việc chạy trốn như tiên thiên linh bảo, như ý linh xà toa. Tiên thiên linh bảo thích hợp để chạy trốn, Kỳ Linh cũng đã có vài kiện. Một là 3 kiện hắn lấy được từ trên người một chân thần chân tiên ở trong thế giới lao ngục, còn lại chính là từ chỗ vô gian môn kia mà lấy được. Đương nhiên còn có kiểu diễm tương và một ít bảo vật cần thiết khác nữa, như linh đan các loại. Ai cũng không biết được bản thân sẽ bị vây ở chỗ kia bao lâu. Kiểu diễm tương, Kỳ Linh mang theo 10 vạn cân. Nghe nói ở bên trong Nguyệt Hạ Đàm kia có băng tâm tủy, mà bản thân hắn hoàn toàn có thể ở bên trong Nguyệt Hạ Đàm rèn luyện kim đan. Sau khi chuẩn bị sung túc, Kỳ Linh mặc đạo bào màu trắng, khống chế như ý linh xả toa, tiến về phía Nguyệt Hạ Đàm. Giờ khắc này trong tam giới, ở trong ngôi nhà cổ trên Ngũ Bảo Sơn của Kiếm Tiên Giới,
Kỳ Linh mặc đạo bào màu đen đang khoanh chân ngồi ở đây. Bản tôn đã tạm thời lãnh đời, như vậy nguyên thần thứ hai phải đi ra mặt. Ngay cả Trích Tinh Phủ nguyên thần thứ hai cũng đã mang theo. Dùng thực lực của nguyên thần thứ hai, tự nhiên cũng có thể tùy ý tạo thành La Hầu trận. Ngôi sao cực lớn tản ra ánh sáng nhu hòa mà chói lọi, chiếu sáng hỗn độn vô tận ở chung quanh. Khỏa ngôi sao này cực kỳ giống với Thái Âm Tinh. Thái Âm Tinh bởi là vì ở trong hư không ngoài tam giới không có hỗn độn ngăn cản, cho nên ánh sáng chói lọi của Thái Âm Tinh có thể bao phủ toàn bộ tam giới. Thế nhưng ngôi sao xuất hiện ở trước mắt Kỳ Linh này tuy rằng cực giống Thái Âm Tinh, thế nhưng lại không có tên tuổi nhiều lắm. Ít nhất hàng ức vạn sinh linh bình thường ở bên trong tam giới căn bản không biết tới tên tuổi của nó. Đến Nguyệt Hạ Đàm rồi. Ngồi ở bên trên Như Ý Linh Xà Toa, thiếu niên mặc áo bào màu trắng nghiêng mình nhìn ra phía xa. Ở trong hỗn độn có một cái đầm nước cực lớn. Đầm nước to lớn mà rộng rãi, ít nhất dùng tâm lực tâm thức của Kỳ Linh thì cũng không thể nhìn thấy được tận cùng. Cái đầm nước vô tận này yên tĩnh vô cùng, tựa như một tấm gương chiếu rọi ngôi sao cực lớn ở gần đó, phảng phất như cái bóng ở dưới ánh trăng vô cùng xa hoa. Nguyệt Hạ Đàm này thật đúng là kỳ lạ, chỉ có thiên thần mới có thể đi vào bên trong. Mặc dù thực lực của bản thân là chân thần đạo tổ, thế nhưng đối mặt với Nguyệt Hạ Đàm này cũng không thể làm gì khác hơn. Chỉ cần rơi vào trong đầm nước là sẽ cảm giác được đầm nước chèn ép, không có cách nào tiến vào Nguyệt Hạ Đàm thế giới được nữa. Kỳ Linh không có một chút do dự nào, tiến vào. Vèo vèo. Ngồi trên Như Ý Linh Xà Toa, vèo một tiếng, bọt nước tóe lên. Kỳ Linh và Như Ý Linh Xà Toa lập tức hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt khi đâm đầu vào trong Nguyệt Hạ Đàm, Kỳ Linh chỉ cảm thấy có một cỗ chấn động không hiểu bao phủ lấy mình, theo đó là thời không biến ảo. Loại biến ảo này càng thêm mơ hồ hỗn độn, dùng tâm lực hiện tại của Kỳ Linh cảm giác cũng khó có thể nhận ra được phương hướng. Cho dù là Bồ Đề lão tổ đối với thời không biến ảo có tạo nghệ rất cao, thế nhưng Kỳ Linh vẫn cảm thấy vẫn có dấu vết để mà lần theo. Thế nhưng giờ phút này thời không biến ảo tất cả lại rất tự nhiên, không có một chút dấu vết nào. Xoẹt xoẹt. Kỳ Linh từ trong hư không hàng lâm vừa xuất hiện thì hắn đã phát hiện ra ở dưới chân là một dải đá ngầm đại khái dài rộng trăm trượng. Đây là... Kỳ Linh thu Như Ý Linh Xả Toa lại nhìn về bốn phía. Ào ào. Nước biển vô tận cuồn cuộn không ngừng đánh tới khối đá ngầm này. Trên bầu trời có một cái mặt trăng treo ở trên cao, ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng bên trên phiến đại dương bao la. Cái này... Kỳ Linh giật mình nhìn một màn ở trước mắt. Phía trước hắn lúc này thậm chí lại còn có một cái cầu gỗ đang trôi nổi. Cái cầu gỗ này một đầu ở phía trên đá ngầm, cầu gỗ phiêu phủ ở trên biển kéo dài ra hai hướng tới tận cùng biển lớn. Cho dù Kỳ Linh dùng mắt thường để nhìn thì cũng không nhìn thấy được tận cùng của cái cầu gỗ này. Cái cầu gỗ trôi nổi này dài bao nhiêu đây? Kỳ Linh líu lưỡi, tâm lực theo đó lập tức phóng thích ra bên ngoài. Ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, Kỳ Linh đã quen sử dụng tâm lực, bởi vì tâm lực sẽ càng thêm huyền diệu khó lường. Ví dụ như chân thần đạo tổ có tâm lực yếu hơn hắn, như vậy hắn dùng tâm lực để dò xét, đối phương sẽ không phát hiện ra được. Đương nhiên tâm thức của chân thần đạo tổ hắn cũng không phát hiện ra được. Ồ, tâm lực của ta... Kỳ Linh lập tức phát hiện ra một việc. Rõ ràng tâm lực đã phóng thích ra, thế nhưng cái gì cũng không dò xét ra được. Sử dụng tâm thức vậy. Kỳ Linh lại phóng thích tâm thức ra để dò xét. Không ngoài dự liệu, ngay cả tâm thức cũng không có cách nào dò xét ra được. Sắc mặt của Kỳ Linh lập tức đại biến. Thế nhưng thứ đồng thời che đậy tâm lực và tâm thức, cho dù là ở trong tam giới cũng là cực ít. Không trung có trăng là do ánh trăng này hay sao? Kỳ Linh ngẩng đầu nhìn lên trên vầng trăng nói. Chẳng lẽ là ngôi sao ở bên ngoài kia hay sao? Vèo. Kỳ Linh nhanh chóng phóng lên trời, nhanh chóng bay lên trên không trung. Hắn đã bay trọn vẹn mấy chục vạn dặm, lúc này mới phành một tiếng đánh tới một vách tường vô hình. Chỉ thấy chỗ phía trên bị Kỳ Linh va chạm mơ hồ tạo ra từng vòng rung động. Về phần vầng trăng kia vẫn ở bên trên như trước, căn bản không có cách nào đi được tới gần. Kỳ Linh cẩn thận suy nghĩ một phen, cuối cùng hắn vẫn dọc theo cái cầu gỗ trôi nổi kia nhanh chóng tiến đến. Bởi vì cảm giác của hắn chính là cái cầu gỗ trôi nổi này kéo dài qua hải dương vô tận, mục đích là để cho người ta tiến lên. Từ lúc thượng cổ cho tới bây giờ, người tiến vào Nguyệt Hạ Đàm thiên thần cũng có mấy ngàn, sao ta lại không gặp phải một người nào như vậy chứ? Kỳ Linh đứng ở bên trên Như Ý Linh Xà Toa, Như Ý Linh Xà Toa theo cái cầu gỗ trôi nổi này
nhanh chóng tiến lên, cũng trọn vẹn đi được mấy trăm vạn dặm. Thế nhưng vẫn như cũ là hải dương vô tận cùng với cây cầu gỗ trôi nổi cô độc, chỉ có thanh âm nước biển đánh vào bên trên cầu gỗ. Chuyện này khiến cho Kỳ Linh càng thêm cẩn thận hơn. Tuy rằng Giác Minh Phật Tổ bình nhân đi ra, thế nhưng hắn lại ngậm miệng không nói chuyện. Ngay cả các đại năng giả khác hỏi thăm, hắn cũng không nói. Về phần mấy ngàn thiên tiên khác, Kỳ Linh nhíu mày nói, chẳng lẽ tất cả đều chết sạch rồi hay sao? Vừa nghĩ tới mấy ngàn thiên thần kia rất có khả năng đã chết sạch, chuyện này khiến cho Kỳ Linh càng thêm kiêng kỵ. Vèo, hắn không ngừng phi hành. Như ý linh xả toa có tốc độ cực nhanh như thế nào đây, lúc này sợ rằng cũng đã phi hành được trên ức vạn dặm. Thế nhưng hắn vẫn đang ở trên cái cầu gỗ vô tận kia. Vèo vèo. Ở trên mặt biển phía xa, một cái đầu lâu xấu xí màu xanh biếc toát ra khỏi mặt nước, nhìn thiếu niên mặc áo bào màu trắng đang cưỡi như ý linh xả toa ở phía xa. Bởi vì Kỳ Linh chỉ có thể dựa vào con mắt quan sát, cho nên căn bản không có phát hiện ra được thứ này. Lại có một người tới đây. Cái đầu lâu màu xanh biếc này nhẹ giọng tự nói, trong đôi mắt có vẻ hưng phấn và tràn ngập sát ý. Như ý linh xả toa theo cầu gỗ trôi nổi nhanh chóng tiến lên. Thế nhưng Kỳ Linh lại chưa từng buông lỏng đề phòng. Chung quy hắn vẫn có cảm nhận thế giới bên dưới đầm nguyệt hạ này nhìn như thì bình tĩnh, thế nhưng lại mơ hồ có sát cơ đáng sợ đang ẩn nấp. Ở chỗ sâu trong nước biển, sinh vật toàn thân màu xanh biếc hình người kia đang cầm một cái đinh ba, đang nhanh chóng tới gần. Khi thì đột nhiên hư không tiêu thất, lúc xuất hiện đã ở cách đó 16 dặm, rất nhanh đã đến phía trước của Kỳ Linh, lại lặng lẽ ẩn núp. Con người màu đỏ sậm của hắn xuyên qua nước biển nhìn về phía chiếc phi toa đang phi hành trên chiếc cầu gỗ trôi nổi, cả lưỡi thật dài liếm láp dưới mặt, thì thào tự nói, khó gặp được một con mồi, hy vọng thực lực của hắn mạnh hơn một chút, nếu không cũng quá không có ý nghĩa rồi. Đã đến rồi, giết! Sinh vật màu xanh hình người mạnh mẽ từ trong nước biển lao ra, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh lục, trực tiếp bắn thẳng về phía Kỳ Linh. Ồ! Mặc dù đã phi hành rất lâu, thế nhưng hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác một chút nào. Kỳ Linh lập tức cả kinh nói, tới gần ta như vậy, không ngờ ngay cả một chút tung tích mà ta cũng không có phát hiện ra được. Hai mắt của Kỳ Linh có quang mang lóe lên, dưới trúc long chi nhãn không ngờ đã nhìn thấy rõ bộ dáng của đối phương. Đây là một sinh vật giống như là dạ xoa hải tộc, con người màu đỏ sậm tràn ngập khí tức hung lệ, tay cầm một cái đinh ba, đồng thời cũng đang trực tiếp đâm về phía Kỳ Linh. Được, vậy để ta bắt ngươi xem, nhìn xem như thế nào. Kỳ Linh khẽ vươn tay, bàn tay lập tức tăng vọt, che khuất bầu trời, phảng phất như một tấm lưới cực lớn bao phủ đầu dạ xoa màu xanh kia. Đây chính là thần thông trích tinh phủ của Kỳ Linh. Đầu dạ xoa kia lập tức cảm nhận được nguy cơ lớn lao, hắn phẫn nộ lớn tiếng rít gào, phá! Ồ, đầu dạ xoa màu xanh này nói ngôn ngữ của cửu phương hỗn độn quốc ư? Kỳ Linh âm thầm nghĩ ngợi, thế nhưng tay lại không lưu tình một chút nào. Phanh! Mặc dù cây đinh ba kia đã đâm vào bàn tay, thế nhưng trích tinh thủ cực lớn vẫn nắm chặt tên dạ xoa màu xanh. Mặc cho đầu dạ xoa màu xanh này giãy giụa như thế nào cũng không trốn thoát ra được. Nói cho ta biết, chỗ thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn có mấy ngàn tên thiên tiên, thiên thần tới đây trước đó đâu nữa? Bàn tay của Kỳ Linh cầm chặt đối thủ, lạnh lùng mà quát, ha ha, không nghĩ tới ngươi lại còn có chút thực lực. Dạ xoa bị cầm chặt, không có cách nào đào thoát ra được, lại phát ra tiếng cười chói tai. Con ngươi màu đỏ sậm nhìn kỹ Kỳ Linh nói, thú vị, thú vị, ha ha, đã rất lâu rồi ta không có đụng phải đối thủ lợi hại như vậy. Vừa mới đối mặt đã có thể bắt được phân thân của ta, như vậy mới có ý tứ, mới có ý tứ chứ, ha 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 ha. Phân thân ư? Kỳ Linh khẽ giật mình, tiểu tử, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Dạ xoa màu xanh nhe răng cười nói, tiếp đó hắn bỗng nhiên biến thành nước chảy. Đạo nước chảy này nhanh chóng ở giữa bàn tay của Kỳ Linh rơi xuống bên dưới. Sao, hóa thành nước ư? Kỳ Linh quát lạnh, hóa thành quỷ cũng đừng mong chạy trốn khỏi ta. Oanh! Lại có một bàn tay cực lớn bao phủ tới. Chỉ thấy tay trái và tay phải của Kỳ Linh giống như hai mảnh mây đen cực lớn hung hăng đánh vào một cùng một chỗ.
Phanh một cái, đám nước bị hai bàn tay cực lớn đánh vào nhau, hoàn toàn bị chôn vùi. Chỉ có một tiếng rít vang vọng, quanh quẩn ở bên trên bầu trời. Ha 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 ha, rất có ý tứ, có ý tứ. Diệt sát đầu dạ xoa màu xanh này, thiếu niên mặc áo bào màu trắng đứng ở bên trên như ý linh xà toa. Gió biển thổi vào, áo bào trắng phần phật bay theo gió. Nghe ý tứ của tên dạ xoa màu xanh kia, vừa rồi cũng mới chỉ là một cái phân thân của hắn hay sao? Hơn nữa, hắn hiện lên không hề có một dấu hiệu nào, sau đó lập tức đuổi giết ta, mà ta từ đầu ngay cả một thiên thần cũng không có gặp được. Chẳng lẽ thiên thần trước đó tiến vào đều đã chết sạch rồi hay sao? Kỳ Linh có chút không rét mà run. Đây chính là mấy ngàn tên thiên thần, tuy nói phần lớn đều là thiên thần bình thường, nhưng trong đó cũng có người tuyệt đỉnh, người mạnh như Kỳ Linh chỉ sợ cũng đã có. Không bằng vào La Hầu trận, người thuộc Phương Thốn Sơn nhất mạch như Hồng Tuyết Thiên Thần, Ngân Nguyệt Thiên Thần, Kim Mô Thiên Thần cũng không phải là người mà Kỳ Linh có thể địch nổi. Dù sao, nếu như chính diện chiến đấu mà nói, đạo của Kỳ Linh vẫn còn khiếm khuyết. Trừ phi kiếm lực của Kỳ Linh đạt tới tầng thứ tư, khi đó chính diện chiến đấu mới không thua gì đám người Hồng Tuyết. Được, để ý hơn một chút là được. Hắn lên trên như ý, linh xả toa, tiếp tục phi hành. Có ý tứ, không ngờ lại trực tiếp hủy diệt được một cái phân thân của ta. Khó có được đối thủ lợi hại như vậy. Lợi hại mới dễ chơi chứ. Giết thôi. Tất cả dạ xoa màu xanh từ mọi chỗ trong tất cả vùng biển phía trước Kỳ Linh nhanh chóng chạy lại, đồng thời tiếng rít của bọn chúng cũng quanh quẩn ở trong thiên địa. Qua thời gian chừng uống cạn một chung trà, Kỳ Linh cứ như ý linh xả toa cũng đã nghe được tiếng rít quanh quẩn ở trong thiên địa. Từng tiếng rít tiếng cười quái dị từ các nơi ở trong biển rộng truyền đến, hiển nhiên số lượng có rất nhiều. Sao tất cả đều tụ tập sao? Trong hai tròng mắt của Kỳ Linh có quang mang lập lòe, hắn nhìn về phía bốn phía, thậm chí còn có thể xuyên thấu qua nước biển, nhìn thấy tất cả dạ xoa ở phía dưới nước biển. Nhiều như vậy ư? Kỳ Linh có chút kinh sợ, chỉ cần dùng trúc long chi nhãn của hắn nhìn vào, chỉ sợ cũng đã có trên trăm đầu dạ xoa. Đầu dạ xoa mà trước đó hắn diệt sát, mặc dù nhìn như nhẹ nhõm là có thể diệt sát được, thế nhưng trên thực tế, luận thực lực chỉ sợ cũng xem như là tầng thứ thiên thần. Nếu như số lượng đủ nhiều, hoàn toàn có thể chấn áp được bản thân hắn. Phanh 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 phanh. Tất cả mọi chỗ ở nước biển nổ vang, chỉ thấy ở bốn phương tám hướng quanh Kỳ Linh, dạ xoa màu xanh biếc đều phá nước mà ra. Chúng đứng trên mặt nước, mỗi đứa đều dùng ánh mắt hung lệ, tham lam mà nhìn Kỳ Linh. Tâm ý của Kỳ Linh khẽ động, lập tức thu như ý linh xả toa về. Lúc trước hắn cũng đã phát hiện ra, luận tốc độ ở trong nước thì như ý linh xà toa của mình còn không bằng những dạ xoa màu xanh này. Đã như vậy chỉ có thể đánh nhau một trận, không có cách nào đào thoát được. 519 cố phân thân nữ. Trong tay Kỳ Linh xuất hiện hai thanh thần kiếm thuyết sắc. Đã đến lúc này, hắn cũng phải mượn kiếm thuật để vượt qua. Ta không muốn là địch với ngươi. Ánh mắt của Kỳ Linh quét qua tất cả dạ xoa màu xanh rậm rạp chằng chịt ở chung quanh. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. 519 đầu dạ xoa màu xanh đồng thời mở miệng nói ra lời giống nhau, thanh âm trộn lẫn vào một chỗ, thậm chí còn có hiệu quả mê hoặc đạo tâm. Người cũng nên cẩn thận, nếu không chết ở trong tay ta cũng đừng nói ta dùng âm mưu quỷ kế. Ta là đường đường chính chính đến quyết chiến với ngươi. Kỳ Linh cầm thần kiếm trong tay càng thêm cẩn thận đề phòng. Lên bên trên. Lập tức vèo 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 vèo. Đồng thời có 10 đầu dạ xoa màu xanh cầm đinh ba trong tay vây công về phía Kỳ Linh. Kỳ Linh mặc đạo bào màu trắng, cầm trong tay hai thanh thần kiếm huyết sắc. Bỗng nhiên ở trong con ngươi của hắn thoáng hiện lên sát cơ. Hai thanh thần kiếm huyết sắc ở trong tay lập tức liền hóa thành tàn ảnh. Phốc 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 phốc. Chỉ thấy thân thể của tất cả dạ xoa màu xanh trực tiếp bị phân thành hai nửa. Vừa mới đối mặt thì tất cả 10 đầu dạ xoa màu xanh đã bị phân thành hai đoạn. Minh Nguyệt kiếm thuật vô ảnh thức. Vô ảnh thức quỷ dị nhất mà lại nhanh chóng vô cùng, dùng phương hướng, góc độ mà địch nhân khó có thể đoán được để chém đối phương ra làm đôi. Hiển nhiên dạ xoa màu xanh này cũng không có cách nào ngăn cản được kiếm thuật này của Kỳ Linh. Ồ. Sắc mặt của Kỳ Linh khẽ biến, bởi vì đám dạ xoa màu xanh bị cắt thành hai mảnh, vốn đã hóa thành nước chảy,
Về sau, từng đạo nước chảy lại biến thành 10 đầu dạ xoa màu xanh. Tiếp đó, ở trong đôi mắt của 519 tên dạ xoa màu xanh này tràn ngập sát ý, càng thêm điên cuồng. Cùng một lúc đó, hơn 500 tên dạ xoa màu xanh đồng thời bắn thẳng về phía Kỷ Linh. Ba đầu sáu tay! Kỷ Linh thoáng một cái đã bộc phát thần thông ba đầu sáu tay, trong tay nắm sáu thanh thần kiếm. Đối mặt với một lượng lớn địch nhân như vậy, Kỷ Linh cũng không dám dùng đại thiên kiếm trận để đối địch. Đối mặt với đám dạ xoa che trời phủ đất tập kích đến, sáu thanh thần kiếm huyết sắc của Kỷ Linh lập tức hóa thành từng đạo tàn ảnh huyết sắc cực kỳ nhanh chóng. Từng đạo tàn ảnh vần quanh thân thể Kỷ Linh, ngăn tất cả dạ xoa màu xanh ở bên ngoài lại. Thậm chí thân thể của một lượng lớn dạ xoa màu xanh còn bị cắt làm đôi, sau đó lại tiếp tục ngưng tụ lại như lúc ban đầu. Mặc dù sau khi cắt làm đôi đối phương vẫn có thể ngưng tụ, thế nhưng Kỷ Linh lại cảm nhận được những dạ xoa màu xanh đã bị giết chết kia sau khi sống lại rõ ràng thực lực đã có chút hạ thấp. Thế nhưng Kỷ Linh cũng đã cảm nhận được uy hiếp. Dù sao địch nhân cũng có quá nhiều, mà mỗi đầu lại có thể xem như là thiên thần. Mặc dù kiếm thuật của hắn không tồi, thế nhưng thi thoảng vẫn có dạ xoa màu xanh công kích được thân thể của hắn. Chỉ có điều thân thể của hắn chính là đệ cửu truyền của Bát Kiểu Huyền Công, cũng không dễ bị đánh như vậy. Nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ địch nhân sẽ là người không nhịn được trước. Dù sao hắn cũng mới chỉ thi triển thần thông ba đầu sáu tay mà thôi, mà môn thần thông này đối với thần lực tiêu hao cực kỳ ít. Đến cấp độ thiên thần mà thân thể lại gần như hoàn mỹ, cho dù chiến đấu mấy tháng cũng không có vấn đề gì. Nếu như thi triển Trích Tinh Thủ, như vậy thời gian có thể tiếp tục chém giết sẽ thu nhỏ lại gấp trăm lần không ngớt. Đáng chết mà! Một tiếng gào thét phẫn nộ vang vọng trong không trung. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 135 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.